chỉ còn hai chị em với nhau thôi. Bữa lấy là hợp nhau lắm đấy. Bây giờ tự nhiên nhìn nhau thì có vẻ không quen lắm nhỉ. Câu đầu tiên, phần sâu chuỗi, xin mời. Mời bạn. Cầu xây xong đã lâu. Gì ạ? Cầu xây xong đã lâu. Cầu xây xong đã lâu. Đáp án chính xác. Đây là lời bài hát trong ca khúc Chị Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến. Câu tiếp theo, xin mời quý vị. Bồ câu thóc đâu đấy. Mời bạn. Thóc đâu bồ câu đấy. Thóc đâu bồ câu đấy, đáp án chính xác. Ý nói đâu có thể kiếm được cái ăn thì người ta tự kéo đến. Xin mời câu thứ ba. Chúc hai phúc cầu hạnh người. Mời bạn. Cầu chúc hai người hạnh phúc. Cầu chúc hai người hạnh phúc. Cầu chúc hai người hạnh phúc. Vâng. Đáp án chính xác là cầu chúc hai người hạnh phúc. Ba câu liên tiếp. Dạ. Nhưng mà vẫn run lắm ạ. Có tất cả 9 câu. Em cứ bình tĩnh. Xin mời câu tiếp theo. Bình tĩnh nha. Dạ. Chút bùi trên biển mùi một. Một chút bùi. Ê em. Phải chờ anh. Dạ vâng. Xin mời. Một chút bùi ngùi trên biển. Một chút bùi ngùi trên biển. Đáp án chính xác. Câu tiếp theo các bạn. Xin mời. Mời bạn. Vô tình để gió hôn lên má. Vô tình để gió hôn lên má. Trích trong Bẽn Lẽn của Hàn Mặc Tử. Dạ. Đáp án đúng. 4 rồi đấy. 4-1 rồi. Nhưng Trà My cứ bình tĩnh. 4-1 rồi. Câu tiếp theo. Mời các bạn. Mời bạn. Long Biên. Cổ khí. Bạn hết cơ hội. Cồn rồi. Đen dừng rồi. Dạ. Tiếp tục. Nếu muốn trả lời lại nhấn chuông. Mời bạn. Long Biên khí cổ vượng thiên tồn. Chưa chính xác. Mời bạn. Long Biên thiên khí cổ vượng tồn. Không phải. Còn 12 giây. Mời bạn. Thiên Long khí cổ vượng tồn biên. Không đúng. Câu này khó. Câu này xuất sắc khó. Mời bạn. Thiên Long cổ khí biên tồn vượng. 2-1. Hết giờ. Tôi đọc sơ sơ cái bài này để mọi người thấy rằng là chúng tôi đã chọn cái câu là câu dễ nhất rồi. À thế ạ. Đây là đề Trần Vũ Quán của Đặng Trần Vĩ. Thiên cổ Long Biên vượng khí tồn, thặng lưu bảo sát tọa thiên tôn, kỷ hồi tăng hải kinh trần mộc, trường đắc phong vân hộ pháp môn. Thần kiếm tinh lưu ba thượng hạ, hàn trung xương lạc nhật hoàng hôn. Tích kim hưng phế vô cùng sự, nhất thủy hồng cừ tiếu bất ngôn. Gọi là chưa khó. Bài thơ này hiện còn lưu giữ trong bái đường của đền Quán Thánh ở Hà Nội. Chúng ta đến với câu tiếp theo, mời các bạn. Qua sông Nhiêu đã có anh bao dòng. Có anh có bao nhiêu dòng đã qua sông. Xin mời. Mời bạn. Có bao nhiêu anh đã qua dòng sông. Ai là câu này nhạy cảm đấy. Chưa chính xác. Mời bạn. Tiếp tục nào. Mời bạn. Có bao dòng sông anh đã qua nhiều. Chưa chính xác. Gần đúng rồi. Có anh đã qua bao nhiêu dòng sông. Không đúng. Vẫn còn. Có bao nhiêu dòng sông anh đã qua. Có bao nhiêu dòng sông anh đã qua. Đáp án chính xác. Và đã có một vấn đề là bạn Thảo Ngân. Dạ. Chúc mừng bạn đã vào vòng trong của chương trình. Dạ vâng ạ. Trà My, cảm ơn bạn đã đến tham gia chương trình. Bạn đã rất cố gắng rồi. Nhưng mà đối thủ của bạn là một người cực kỳ ghê gớm. Vâng. Cảm ơn em một lần nữa đã đến với chương trình. Chúc em luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, xinh đẹp và thành công. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn em.